ok 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 nhà mình á, bữa mua mà trời mùa đông á, đi Thanh Tân một lần rồi mở lại mà để cho mấy người đi chơi zip line zip đồ rất thoải mái. Ờ. Dây đồ chi nữa. Hai quay. Hai quay. Mà tơ cái chứ không riêng tơ cái zip line là cho mình ngủ. Không có gì đâu. Mình bỏ đi. Chơi chơi xong rồi cũng để ở thằng xe chở xuống mình. Biết đi đâu rồi. Nó còn những lần gốm, lần đồ chi nữa, gửi về chi không, rút đi rút lại. Đi ra xa.